chào quý vị và các bạn. Tôi là Thi Huệ, phóng viên báo điện tử VTC News. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và vị trí tôi đang đứng đây là phần diện tích đang được rất là nhiều công ty và đơn vị là phân lô để bán nền với giá khoảng 2 triệu đồng một m2. Tuy nhiên, khách hàng không thể ngờ rằng phần diện tích đất của những quả đồi trọng này có thể là đất nông nghiệp, thậm chí là đất lâm nghiệp không được phép phân lô bán nền. Trong vai là một khách hàng có nhu cầu mua đất, tôi được các nhân viên môi giới của công ty Minh Anh Garden thuộc công ty Phú Điền Land có trụ sở tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đi xem dự án. Đất ở đây tầm 900 đến 1 triệu rưỡi một mét hả? Bán nhiều chưa hả anh? À, trong này thì này mới mở bán đầu tháng, hồi tầm khoảng giữa tháng 9 á, cuối tháng 9 hoặc ngày 23 tháng 9 là mở bán. Cái chỗ dự án của mình là bao nhiêu nền cả thầy nhỉ? Có 18 nền, vườn này bán được 9 nền rồi. Thì từ tháng 3 đến giờ thì bên em triển khai được 21 dự án. Các bạn ghi gửi qua thì mình sẽ có những 400-500 47.000 thì bây giờ mình bán được bao nhiêu nền nhỉ? Trong này hiện tại là mở bán 200.000. Đất này là đất gì? Đất này là đất này phun thổ cư, đất này đất nông nghiệp. Thổ cư sao mà trồng? Đây là đất này là nước vô thực dụng, phun thổ cư. Đất nông nghiệp chứ không đất phải đất nông nghiệp nhưng mà mình quy hoạch lên thổ cư được. Đường chỉ đi lên nhọc lên này. Nó sẽ có một con đường. Đường này là xong là nằm trong diện tích của A536 nha. Chị mua một lần 2 sản phẩm. Sau hôm sau chị qua lại chị mua 2 sản phẩm nữa là chị là thành khách hàng thân thiết. Nhưng mà nếu mà tính ra như vậy thì ban đầu sẽ được chiết khấu có thêm 1%. Đây thì chị mua 4 sản phẩm luôn thì được 1%. Đó. Đó một gì vậy thôi. Nhưng mà chị tính cái nào lợi hơn thì mình làm. Có nghĩa là cái đó là em bày. Trong khi đó, theo ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ, đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được văn bản xin phép phân lô bán nền của bất cứ đơn vị nào. Hiện nay thì trên địa bàn xã Phúc Thọ đã tiếp nhận một số hồ sơ liên quan đến việc hiến đất làm đường. Xã đã làm hồ sơ gửi huyện, hiện nay đang kiểm tra xác minh, chưa có trường hợp nào được phê duyệt. Còn lại cái hồ sơ mà hiến đất phân lô phân nền ấy, thì hiện nay trên địa bàn xã chưa tiếp nhận hồ sơ liên quan việc phân lô phân nền. Thứ hai nữa là đối với các dự án thì trên địa bàn xã hiện nay thì mỗi ủy ban nhân xã thì chúng tôi cũng chưa có tiếp nhận cái hồ sơ liên quan nào về cái dự án trên địa bàn. Việc này theo thông tin phản ánh của huyện mạng xã hội nhiều cá nhân tổ chức phân lô phân nền bán đất theo dự án thì cái đấy thì là do các cá nhân tổ chức người ta tự vẽ trên sa hình đăng báo trên địa bàn xã trên thực địa thì chưa có cái tình trạng này. Cái việc mà mua đất thông qua các cái dự án này thì sẽ dẫn đến một số cái rủi ro cho khách hàng, đó là đối với địa bàn xã thì chủ yếu đất nông nghiệp, một số khu vực được quy hoạch đất ở nông thôn, tuy nhiên thì có thể không có quy hoạch khu dân cư, chính vì vậy mà cái điểm phân lô phân nền như vậy không phù hợp, khi người khách hàng đặt cọc thì có thể dẫn đến tình trạng không được như cái mong muốn của mình.